Xin chào khán giả cho bà con. Những ngày này thì nông dân Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo xạ vụ qua Tết Nguyên Đán, tập trung nhiều tại thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các huyện như là Gò Công Tây và Gò Công Đông. Tuy nhiên vào đầu vụ thì liên tục xảy ra mưa to nên một số diện tích hoa cúc mâm xôi đã bị thiệt hại do ngập úng. Bà con cần phải lưu ý là mưa vừa mưa to dự báo vẫn còn có thể xảy ra về chiều tối 2 đến 3 ngày tới ở Tiền Giang. Những ngày sau đó thì dự báo mưa sẽ giảm, chỉ còn mưa lượng nhỏ mà thôi. Buổi sáng và trưa thì trời nắng, nhiệt độ một tuần tới ở Tiền Giang dao động ở khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Xu hướng chung trên toàn đồng bằng sông Cửu Long thì sẽ giảm mưa từ ngày 16 cho đến ngày 17. Còn 5 ngày tới thì dự báo mưa dông vẫn đều đặn xuất hiện về chiều tối. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to, thậm chí là mưa rất to, đi kèm nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày mai thì mưa cũng sẽ xuất hiện chủ yếu sau khoảng 14 giờ. Trước đó thì trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và một số địa phương khác dao động ở ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ, riêng Đồng Nai mức nhiệt là 33 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.